rồi nay em ra đi đến làm gì để lòng anh phải nhớ mong, vẫn còn đây tiếng nói yêu anh, vẫn còn đây những phút vui buồn, chỉ mỗi riêng em không còn đây không gian vắng lặng. Có bao giờ thật lòng yêu anh không nghe, cớ sao người vội vàng trao anh tiếng yêu, để lòng anh mang bao niềm đau, mãi trách than mình vì để mất em. Nhưng mà vì sao em lại ra đi cho từng ngày yêu thương bên nhau buồn tan. Người hãy nói với anh vì sao thế, nói với anh vì sao lâu đã yêu nhau mà không thấy bên nhau. Phải chăng trong trái tim của chính em không mang theo lời yêu em đã nói với ai. Đành lòng cách không quay mặt đi mãi, cách không quay mặt không nghe, không cho anh một câu khi chia lìa, chẳng cho anh biết được một lý do sao tim anh phải sống trong cô đơn.
xưa giờ này còn đâu em hơi. Dẫu anh có nỗi lòng, không có em rời xa anh và bầu trời đêm ngang sao to xa, chứng giám cho cuộc tình anh dành trao. Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay, và dù ta đã xa lầm cho trời đau, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi tắt đèn cho anh. Hôm nay thì là hết tháng 1 âm lịch sang tháng 2 âm lịch rồi, nhưng mà do là anh đặt cọc trước hạn từ tháng 1 nên là đợt đó là có cái chương trình tặng đèn quý vị nhá. Bây giờ là hết chương trình tặng đèn đó. Đây là đặt cọc từ tháng 1 và áp dụng luôn từ tháng 1 quý vị nhá. Ok, chúc anh về làm ăn may mắn nha. Gặp lại và chương trình tiếp theo.